Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành đang quay video trực tiếp tại xưởng sơn son thép vàng. Đây là cơ sở 3 của chúng tôi. Thì video này chúng tôi giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là bàn thờ như ý sơn son thép vàng chân đục lá tây. Chân là chân cong, chân 12. Và kích thước của bàn này như sau: chiều dài là 1m75, chiều cao là 1m17, chiều sâu là 1m07. Đây được làm theo yêu cầu của anh Đông, anh ở Tuyên Quang. Thì trước đây anh cũng đã mua một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng cùng một kệ đồng tiền, thì hôm nay anh tiếp tục sắm một bàn thờ gia tiên được sơn son thiếp vàng Đài Loan. Anh kê ở trên tầng 3. Thì, quý khách đã tin tưởng cơ sở đồ gỗ Hiền Lành trên cái thị trường đồ gỗ online trên YouTube qua rất là nhiều năm, thì hôm nay anh lại quay về anh đặt chiếc bàn thờ gia tiên được sơn son thiếp vàng. Đây còn gọi là một mẫu bàn thờ như ý nữa. Thì quý vị có thể gọi theo hai tên gọi: bàn thờ như ý hoặc bàn thờ gia tiên sơn son thiếp vàng là chúng tôi biết ngay. Toàn bộ là chân truyện chân cong. Toàn bộ phần vai là chúng tôi làm dày 5 phân. Và phần dạ là chúng tôi cũng làm dày 5 phân. Nên độ bền nó rất là cao cho quý khách hàng yên tâm. Vâng, quý khách hàng ở xa mà không về xem hàng được thì quý vị có thể bỏ 5 đến 10 phút để xem cái video của chúng tôi, nó sẽ thực tế. Vì quý khách không có điều kiện để bố trí thời gian về được. Thì chúng tôi cũng giới thiệu rất nhiều các cái mẫu sản phẩm đồ thờ cúng trong cái thời gian gần đây như khám thờ, tượng thờ, ngựa thờ. Thì trong cái chuyên mục đồ thờ cúng thì hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu mẫu bàn thờ như ý cho quý khách tham khảo. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Tuyên Quang. Bình thường thì chúng tôi làm bàn thờ với kích thước 1m97 hoặc 2m17, nhưng do phòng thờ của anh đang ngắn nên anh đã đặt kích thước 1m75. Bàn thờ này là chúng tôi đục dạ tiền là ngũ phúc kim tiền. Ở giữa là chúng tôi đục rơi rơi ngậm chữ thọ. Phía trên tầng cổ là chúng tôi đục sen cò. Trên nữa là chúng tôi tầng cổ là đục cuốn thư. Quý vị ưng mẫu sản phẩm bàn thờ như này, quý vị hãy liên hệ chúng tôi theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thì gần đây chúng tôi cũng được biết là có những các cụ tuổi già xem được video. Thì quý vị có thể liên hệ tới hai số điện thoại. Quý vị trung tuổi rồi thì không đọc được những cái phần mô tả chúng tôi để ở phía dưới, thì quý vị cứ liên hệ về trực tiếp theo hai số điện thoại của chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên, và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu thêm.